Tích tắc, bạn biết âm thanh đó là gì không? Đó là tiền của bạn đang trôi đi vì bạn ra khỏi nhà mà không rút sạc điện thoại đấy. Vâng, nó vẫn tiêu tốn năng lượng. Và đó không phải là thứ duy nhất trong nhà của bạn đâu. Sau đây là một vài cách hay để giúp bạn giảm tiền điện. Hãy chia sẻ mẹo vặt mà bạn thấy hữu ích nhé! Hãy giặt quần áo trong nước lạnh. Giặt bằng nước nóng khiến cho hệ thống nhiệt hoạt động vất vả hơn nhiều và tiêu tốn thêm nhiều watt mỗi giờ. Trừ khi đồ của bạn thực sự bẩn, nếu không thì nước lạnh vẫn sẽ giặt rất sạch. Hãy giảm bộ điều nhiệt. Chỉ 1 hay 2 độ sẽ không tạo ra khác biệt gì đối với bạn, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hóa đơn tiền điện tháng sau đấy. Hoặc nếu bạn có thêm chút tiền. Hãy lắp đặt máy điều nhiệt thông minh. Nó sẽ cho phép bạn không chỉ điều khiển nhiệt độ mà còn có thể chọn căn phòng cần làm ấm. Nó cũng sẽ biết thời gian cần thiết để nhà của bạn ấm lên. Nên đây là giải pháp tiết kiệm nhất. Bạn có thể tiết kiệm tới 1 triệu đồng mỗi năm chỉ với việc rút phích cắm TV, laptop, ấm đun nước và bất cứ thứ gì bạn thường để ở chế độ sẵn sàng. Ngay cả khi thiết bị này đã tắt, chúng vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Điều tương tự cũng áp dụng với sạc điện thoại mà bạn để ở ổ cắm. Để sạc điện thoại, cục sạc chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều hay điện trực tiếp, cũng như giảm điện áp để không làm hỏng thiết bị của bạn. Khi sạc được cắm nhưng không được kết nối với điện thoại, nó vẫn chuyển đổi dòng điện và điện áp, tiêu thụ một lượng rất nhỏ năng lượng. Tuy nhiên, trong một năm, nó sẽ có giá khoảng hơn 200.000 đồng. Lắp đặt ổ cắm được điều khiển bằng điện thoại thông minh cũng sẽ có ích nếu bạn hay quên rút dây sạc. Bằng cách này, bạn sẽ luôn chắc chắn rằng mình đã tắt tất cả mọi thứ. Hãy kiểm tra xem tất cả thiết bị của bạn có đang ở tình trạng tốt không. Ngay cả một tủ lạnh hoạt động tốt cũng tiêu thụ khoảng 50% mức điện nhà bạn. Những món đổ lỗi sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Đừng keo kiệt với các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Dù ban đầu có giá thành cao hơn, nhưng chúng sẽ tiết kiệm được hàng triệu đồng tiền điện trong suốt thời gian sử dụng. Hãy kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào trước khi lắp đặt. Nếu có lỗ rò rỉ không khí ở đâu đó, có thể bạn đang lãng phí công suất của máy điều nhiệt đấy. Hãy đặt các mảnh cản gió hoặc bịt kín mọi lỗ hở để giữ nhiệt trong nhà nhé. Máy nước nóng cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Giống như bộ điều nhiệt, việc vặn nó xuống một nấc có thể giúp bạn tiết kiệm vài chục nghìn mỗi tháng. Hãy mặc quần áo phù hợp với thời tiết trong năm. Vào mùa đông, nếu thích làm việc tại nhà mà chẳng mặc gì ngoài quần đùi, khả năng cao bạn sẽ thấy lạnh và tăng nhiệt độ máy sưởi lên. Mang áo choàng ấm sẽ giải quyết được vấn đề này. Thêm một số vật liệu cách nhiệt bổ sung cho ngôi nhà, nó sẽ giữ nhiệt tốt hơn và giảm nhu cầu tăng bộ điều nhiệt của bạn. Và bạn biết điều đó có nghĩa là gì phải không? Bạn cũng có thể tính toán đặt các đồ nội thất như giá sách chạy dọc theo tường để cách nhiệt cho tường nhà bạn. Hãy dùng nước nóng có chừng mực. Ví dụ như bạn có thể rửa bát đĩa bằng nước đựng trong bồn thay vì xả nước liên tục. Và lắp đặt vòi sen hiệu quả cũng sẽ giúp tiết kiệm nước đấy. Nhân tiện, hãy để bát đĩa khô tự nhiên thay vì sấy bằng máy rửa bát. Bạn sẽ giảm được cả triệu đồng tiền điện mỗi năm đấy. Nếu giã đông các thực phẩm đông lạnh như thịt hoặc rau củ trước khi nấu thì bạn sẽ tiết kiệm được cả thời gian nấu lẫn tiền bạc. Tiếp tục với các chủ đề nấu ăn, bạn nên sử dụng dụng cụ nấu bếp bằng thủy tinh bởi vì việc nướng và quay sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Nhôm, lựa chọn tốt thứ hai, sẽ dẫn nhiệt chậm hơn. Công tắc đèn mờ sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng ánh sáng trong nhà. Nếu không cần ngôi nhà phải sáng trưng vào buổi tối, một công tắc đèn mờ sẽ vừa giúp bạn tạo không khí ấm áp, vừa giúp tiết kiệm điện năng. Điều hòa sử dụng năng lượng nhiều hơn bất cứ thiết bị điều chỉnh nhiệt độ nào, như quạt vào mùa hè hoặc hệ thống sưởi sàn và quần áo ấm vào mùa đông. Nếu bạn đặt mục tiêu tiết kiệm tiền điện, hãy ngừng sử dụng điều hòa bất cứ khi nào có thể nhé. Ngoài ra, hãy tắt bất kỳ thiết bị điều nhiệt phụ trợ nào khi sử dụng điều hòa. Bạn không cần phải bật quạt trong khi đã có điều hòa chạy công suất tối đa đâu. Tuy nhiên, nếu có quạt trần, sử dụng nó kết hợp với điều hòa sẽ giúp lan tỏa không khí mát mẻ đến các phòng khác. Xem TV ít lại mà sống cho đáng sống nào. Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng dù sao, giảm thời lượng xem TV cũng sẽ giảm các con số trên hóa đơn tiền điện của bạn đấy. Máy sấy quần áo thật thuận tiện, nhưng cũng ngốn rất nhiều năng lượng.
Nếu bạn giặt quần áo vào buổi tối rồi treo chúng lên để khô qua đêm thì kết quả cũng sẽ tương tự mà không tốn tiền. Nếu không thể ngưng việc dùng chiếc máy sấy quần áo thân yêu thì ít nhất hãy để một chiếc khăn khô vào mỗi mẻ đồ ướt. Nó sẽ ngấm nước và làm giảm thời gian sấy. Còn chiếc khăn cũng sẽ tự khô rất nhanh. Đèn ngoài hiên nhà tiêu hao năng lượng điện khổng lồ. Hãy lắp đặt thiết bị đo thời gian hoặc cảm biến chuyển động để đèn chỉ mở khi cần. Bóng đèn cũng có thể khiến tiền điện tăng lên đấy. Đèn LED hiện đại tiết kiệm năng lượng sẽ đắt hơn, nhưng chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm cả núi tiền trong thời gian dài. Chúng cũng bền lâu hơn nữa. Hầu hết các công ty dịch vụ có mức giá đặc biệt cho giờ thấp điểm. Giá sẽ thấp hơn nếu bạn dùng thiết bị điện vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Hãy tìm ra giờ thấp điểm của nhà cung cấp và sử dụng hầu hết các thiết bị tiêu hao năng lượng nhất trong thời gian này. Nếu không phải là người thường tắt máy tính mỗi lần ra ngoài trong vài giờ, thì hãy thiết lập sang chế độ ngủ sau mỗi khoảng thời gian, giả sử là nửa giờ. Bằng cách này, bạn sẽ tránh lãng phí năng lượng trên máy tính làm việc liên tục. Nắng nóng mùa hè có thể là một vấn đề lớn, không chỉ với cơ thể mà còn cả với ví tiền của bạn. Nếu để rèm mở vào mùa hè, mặt trời sẽ khiến nhà bạn nóng đến nỗi điều hòa phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để làm mát. Tuy nhiên, vào mùa đông, tốt nhất là bạn nên để cửa sổ mở cho ánh sáng mặt trời vào trong. Điều đó sẽ giúp ngôi nhà ấm lên nhanh hơn. Nếu bạn có gara, hãy đóng cửa và khóa lại, đặc biệt là vào mùa đông. Việc này không chỉ cản không khí lạnh và gió lùa đi vào ngôi nhà của bạn, mà còn ngăn chặn kẻ xấu đột nhập nữa. Các mâm và vòng chia lửa trên bếp có kích thước khác nhau là có lý do của nó. Hãy dùng các loại chảo tương ứng với mức nhiệt lượng thích hợp để không lãng phí nhiệt. Nếu sử dụng bếp điện, bạn sẽ biết rằng nó vẫn còn giữ nhiệt trong một khoảng thời gian sau khi tắt. Hãy tận dụng tính năng này nhé! Tắt bếp từ 5 đến 10 phút trước khi món ăn được nấu chín và bạn vẫn có món ăn chín như thường. Sử dụng đồng hồ hẹn giờ trong bếp để biết khi nào thức ăn chín thay vì nấu mà không đậy nắp hoặc phải mở lò ra để kiểm tra. Điều đó làm nhiệt lượng thoát ra, khiến thời gian nấu sẽ càng lâu hơn. Nhân tiện, nhà càng nóng thì tủ lạnh và điều hòa càng phải hoạt động mạnh hơn. Vào mùa đông, hãy mở hé cửa sổ để cho không khí mát mẻ đi vào trong khi nấu nướng. Còn vào mùa hè, hãy nấu những lúc trời mát nhé! Hãy bảo trì tủ lạnh đúng cách. Thường xuyên lau và hút bụi cuộn dây. Giã đông tủ lạnh nếu nó không có tính năng không đóng tuyết và thiết lập nhiệt độ được khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng. Tủ lạnh là một trong những thiết bị đắt tiền nhất trong nhà, vì vậy hãy sử dụng nó khôn ngoan. Trước khi đặt bát đĩa vào máy rửa chén, bạn hãy gạt đồ ăn thừa và rửa sơ qua. Điều này sẽ làm giảm thời gian và năng lượng cần thiết cho máy khi hoạt động. Máy rửa chén sử dụng cùng một lượng nước và điện cho dù rửa bao nhiêu bát đĩa. Vì vậy, hãy tận dụng tối đa không gian bên trong của nó. Rửa càng nhiều lần thì càng tốn nhiều năng lượng. Làm sạch các bộ lọc trên tất cả các thiết bị khi đến hạn, bao gồm máy hút bụi, máy thông gió, điều hòa, máy rửa chén và những thứ khác. Thiết bị bẩn và tắc nghẽn sẽ kém hiệu quả hơn nhiều. Chọn các thiết bị phù hợp với nhu cầu của bạn. Nếu sống một mình, bạn không cần một chiếc tủ lạnh lớn, máy giặt hay nhiều thứ khác. Những thiết bị nhỏ gọn sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn. Khi bạn đi vắng trong một thời gian dài, hãy tắt tất cả mọi thứ, kể cả tủ lạnh. Trước khi tắt, đừng quên lấy hết thức ăn ra trước và xử lý chúng bằng cách nào đó nhé! Máy giặt cửa trước phổ biến vì một lý do, nó sử dụng ít năng lượng hơn so với loại cửa trên. Công nghệ mới không phải lúc nào cũng tốt hơn. Một số thiết bị tân tiến có thể chỉ là chiêu trò tiếp thị khiến bạn mua phải món đồ không cần thiết và tiêu hao nhiều năng lượng. Một bếp ga thì không sử dụng điện, vì vậy chắc chắn nó đánh bại bếp điện. Nhưng hãy nhớ rằng hiệu suất nhiệt của nó chỉ ở khoảng 50%. Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn sử dụng bếp đối lưu với hiệu suất nhiệt lên đến 95%. Đặt tủ lạnh ở một góc mát mẻ trong nhà bếp. Để ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp hoặc bên cạnh bếp sẽ khiến nó phải hoạt động nhiều hơn và tiêu tốn năng lượng hơn. Tương tự với điều hòa, nếu để quá gần một thiết bị tỏa nhiệt khi sử dụng, nó sẽ phát hiện và nhầm lẫn với việc nhiệt độ phòng đang tăng lên. Hãy lắp các thiết bị ánh sáng trong nhà một cách có tính toán. Đèn LED có thể lắp ở nơi nào bạn thích. Vậy nên, đừng lắp chúng ở những nơi không cần nhiều ánh sáng nhé. Nếu được, hãy chuyển từ máy tính để bàn sang máy tính xách tay. Việc đó sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản đáng kể trong hóa đơn tiền điện.
Nếu bạn quấn một tấm chăn cách nhiệt quanh máy nước nóng, nó sẽ ngừng thất thoát nhiệt và giúp bạn tiết kiệm được vài trăm nghìn mỗi năm. Này, nếu bạn học được điều gì mới hôm nay, đừng quên nhấn like và chia sẻ với bạn bè. Tiếp theo là một vài video thú vị khác có thể bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấn vào bên phải hoặc trái và tận hưởng soi sáng thôi.